bị giáng ba đầu nặng từ biến cố Kazakhstan, Bắc Kinh mất luôn đồng minh thân cận. Lật chiến thư tái xuất hiện, hai phe tập giang bước vào cuộc chiến sinh tử. Vận xui liên tục vay lấy Olympic Bắc Kinh không buông tha, bản đồ di chuyển của người thiên tân lại báo tin không vui. Quý vị vừa nghe phần điểm tin chính trên kênh tổng hợp thời báo sự thật và sau đây mời quý vị cùng Johnny theo dõi phần thông tin chi tiết. Các cuộc biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu và yêu cầu dân chủ ở Kazakhstan đã ảnh hưởng trực tiếp tới Trung Quốc. Cụ thể, lực lượng này phải chịu ít nhất 3 thiệt hại lớn. Thiệt hại đầu tiên của Trung Quốc là mất đi người bạn cũ, cựu tổng thống Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. Nazarbayev trở thành tổng thống Kazakhstan sau khi Liên Xô tan rã vào tháng 12 năm 1991 và tiếp tục tại vị sau nhiều cuộc bầu cử. Vào tháng 3 năm 2019, sau khi các cuộc biểu tình kéo dài ở các thành phố trên khắp Kazakhstan, ông Nazarbayev buộc phải tuyên bố từ chức tổng thống nhưng vẫn giữ lại chức chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia. Mặc dù không còn quyền tổng thống, nhưng ông Nazarbayev được cho là vẫn thao túng mọi chuyện ở Kazakhstan. Ông Nazarbayev bị cho là nhà độc tài, đứng trên pháp luật và hãm danh. Nhiều sự kiện xảy ra ở Kazakhstan minh chứng cho điều này. Ví dụ như hiến pháp Kazakhstan quy định, mỗi người chỉ được làm tổng thống tối đa hai nhiệm kỳ. Nhưng Nazarbayev không tuân thủ theo quy định này. Ông cũng đồng ý với việc đổi tên thủ đô mới theo tên của mình. Ông Nazarbayev có quan hệ mật thiết với Trung Quốc. Vào ngày 3 tháng 1 năm nay, ông Tập Cận Bình đã lần lượt trao đổi điện mừng với Nazarbayev, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo Trung Quốc gọi ông Nazarbayev là một người bạn cũ của tôi, người đáng trân trọng. Và giữa hai người có mối quan hệ công việc tốt đẹp và tình bạn cá nhân sâu sắc. Trong những năm qua, những người bạn cũ của Trung Quốc đã gặp rất nhiều xui xẻo. Chẳng hạn như tổng thống Saddam ở Iraq, Gaddafi ở Libya, Mugabe ở Zimbabwe. Basi ở Sudan và hiện tại là Nazarbayev, người mới nhất trong danh sách này. Thiệt hại thứ hai là Tổng thống Nga Putin đưa quân đến Kazakhstan. Điều này cho thấy cả vùng Trung Á vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng của Nga. Động thái của Moscow được xem là tín hiệu cảnh cáo Trung Quốc. Trung Quốc đã thâm nhập vào năm nước Trung Á và cạnh tranh với Nga. Là quốc gia lớn nhất ở Trung Á, Kazakhstan đương nhiên là mục tiêu chính của Trung Quốc. Vào năm 2013, sáng kiến một vành đai, một con đường của Trung Quốc đã chọn Kazakhstan là điểm đầu tiên để đầu tư. Lần này, ông Putin cử quân đến Kazakhstan, bên ngoài là đối trọng với Hoa Kỳ, nhưng đằng sau là bí mật răng đe Trung Quốc. Ý tứ đằng sau đó là, vào thời điểm quan trọng, tôi là ông chủ của Trung Á. Đừng tưởng rằng bạn có nhiều tiền hơn thì bạn có thể chống lại tôi. Thích hại thứ ba là, sau khi sự kiện này xảy ra, Kazakhstan sẽ nghiêng về Nga nhiều hơn. Kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19, nhân dịp Hoa Kỳ rút lui chiến lược ở Afghanistan Trung Quốc tranh thủ mở rộng ảnh hưởng của mình ở Trung Á, trong đó có Kazakhstan là một trọng tâm bằng ngoại giao khẩu trang và ngoại giao chống dịch Covid-19. Để đối phó với vấn đề này, các phương tiện truyền thông lớn của Nga đã cho đăng các bài viết chỉ trích kịch liệt Trung Quốc vì can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Trung Á. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2021, phương tiện truyền thông trực tuyến ủng hộ Điện Kremlin là Ribon đã đăng một bài viết dài nói rằng trước đây người ta thường tin rằng Trung Quốc chỉ muốn gây ảnh hưởng tới Trung Á trong lĩnh vực kinh tế, nhưng trên thực tế, họ đã gây ảnh hưởng lên cả lĩnh vực an ninh và chính trị ở khu vực này. Sự thâm nhập kinh tế của Trung Quốc ở Kazakhstan từ lâu đã làm dấy lên sự phẫn nộ ức hận của một số bộ phận không nhỏ người dân Kazakhstan. Các cuộc biểu tình quy mô lớn trên toàn quốc chống lại Trung Quốc đã nổ ra ở Kazakhstan vài năm trước. Những vi phạm nhân quyền lớn của Trung Quốc ở Tân Cương với người Duyên Ngô Nhĩ, một sát dân có cả ở Kazakhstan, cũng đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng. Trước những tai tiếng của Trung Quốc, Tổng thống Kazakhstan Tokayev tỏ ra muốn hướng về Nga. Tokayev đã loại người bạn cũ của Trung Quốc là cựu Tổng thống Nazarbayev khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia để nắm thực quyền. Sau khi Nga điều quân tới Kazakhstan để cứu chính quyền Tokayev, nếu mọi chuyện em thấm thì rõ ràng trong tương lai chính phủ Tokayev sẽ càng thân thiết với Nga nhiều hơn. Lật chiến thư tái xuất hiện, hai phe tập giang bước vào cuộc chiến sinh tử. Lật chiến thư, nhân vật quan trọng thứ ba của Trung Quốc đã xuất hiện cùng ông Tập tại trường đảng Trung ương. Sự kiện này phần nào xóa tan nghi ngờ về mối quan hệ rạn đất giữa ông Tập và ông Lật. Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu tại lễ khai mạc theo Tân Hoa Xã rằng Hội thảo học tập và thực hiện tinh thần của Hội nghị toàn thể lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Trung Quốc đã được tổ chức tại trường đảng Trung ương. Những nhân vật quan trọng khác của Trung Quốc gồm Lật Chiến Thư, Ung Dương, Vương Hồ Ninh, Triệu Lạc Tế, Hàng Chính, Vương Kỳ Sơn và những người khác đã tham dự buổi lễ. Trước đó, vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, ông Lật Chiến Thư không xuất hiện trong bữa tiệc trà mừng năm mới cùng ông Tập. Mãi ngày tiếp theo, Lật Chiến Thư cũng không thấy xuất hiện trong các hội nghị của Trung Quốc. Trong buổi tiệc trà cuối năm 2021, Lật Chiến Thư đã vắng mặt trong khi các vị thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc còn lại đều đến. Điều này làm dễ lên các tin đồn đoán rằng mối quan hệ giữa ông Tập và ông Lật đang không ổn định. Lật Chiến Thư được coi là người thân cận nhất với ông Tập Cận Bình. Từ năm 1983 đến năm 1985, ông Lật giữ chức bí thư huyện ủy huyện Vô Kỵ, trong khi ông Tập Cận Bình làm bí thư huyện Chính Định. Hai huyện đều thuộc tỉnh Hà Bắc. Cả hai đã kết thân vào thời điểm đó và thường xuyên uống rượu cùng nhau. Với tư cách là giám đốc văn phòng Tổng cục Trung ương, ông Lật Chiến Thư xử lý các công việc khác nhau của ông Tập Cận Bình. Lật đóng vai trò trung tâm trong các chính sách và ngoại giao của ông Tập. Một dẫn chứng nữa cho thấy, ông Lật được ông Tập tin tưởng, đó là ông Tập Cận Bình đặt cơ quan điều hành của Hội đồng An ninh Quốc gia Trung ương, một cơ quan đặc biệt quan trọng của Trung Quốc, trực thuộc văn phòng Tổng cục Trung ương, tức là giữ quyền của Lật Chiến Thư. Là cánh tay phải của Tập, Lật Chiến Thư từ lâu đã trở thành mục tiêu tấn công của Pha Giang Trạch Dân, kẻ thù chính trị của ông Tập Cận Bình. Nhiều tin tức tiêu cực về gia đình ông Lật Chiến Thư liên tục được tung ra trên các phương tiện truyền thông thuộc Pha Giang sau khi vắng mặt trong bữa tiệc trà mừng năm mới. Nhiều phương tiện truyền thông nói rằng Lật chiến thư phản bộ Tập Cận Bình và mối thông tình lâu nay giữa hai người đã đổ vỡ. Một phương tiện truyền thông ở Hồng Kông đã đăng một bài viết đưa thông tin rằng Lật Chiến Thư thực sự là người của Tăng Khánh Hồng được an bài bên cạnh ông Tập từ xưa giờ. Chuyên gia các vấn đề thời sự Vương Hữu Đàn nhận định rằng tính đồn Lật Chiến Thư là người mà Tăng Khánh Hồng ca bên cạnh ông Tập có thể là một kế lây gián Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 20 của Trung Quốc sẽ được tổ chức vào nửa cuối năm nay. Ông Tập đang làm mọi cách để tài về thêm một nhiệm kỳ nữa. Vì thế mà các lực lượng chống Tập từ phe của Giang Trạch Dân đang làm mọi cách để lật lộ ông Tập khỏi chiếc ghế quyền lực. Hiện Giang Trạch Dân đã già yếu. Người đứng đầu phe Giang Trạch Dân bây giờ là Tăng Khánh Hồng, cựu phó chủ tịch Trung Quốc, Biển Tập Cận Bình trở thành kẻ cô độc ở các cấp cao nhất của Trung Quốc. Có thể là chiêu bài mới nhất của Tăng Khánh Hồng. Ông Vương cho biết Hiện tại có 8 quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc, gồm 7 thành viên của Ủy ban Thường vụ bộ, bộ Chính trị và Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. Ngay từ trước Đại hội Trung Quốc lần thứ 19, người của Tăng Khánh Hồng đã tiếp tục tạo đà để chia rẽ mối quan hệ giữa ông Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn. Kết quả là sau Đại hội 19, Vương Kỳ Sơn không vào Bộ Chính trị mà chỉ giữ chức Phó Chủ tịch nước với tư cách là một đảng viên. Người của Tăng Khánh Hồng tiếp tục chia rẽ mối quan hệ giữa Tập và Vương. Cho đến nay, Vương đã bị Tập cho ra rìa. Bảy thành viên của Ủy Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc hiện nay là Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Ung Dương, Vương Hồ Ninh, Hàng Chính và Triệu Lạc Tế. Trong số đó, ba người thân phải Giang Trịch Dân và Tăng Khánh Hồng là Vương Hồ Ninh, Hàng Chính và Triệu Lạc Tế. Cả Lý Khắc Cường và Ung Dương đều không phải là tay chân của Tập, mặc dù họ từng ủng hộ ông Tập trong chiến dịch chống tham nhũng. Lật Chiến Thư là người thân tính duy nhất của ông Tập trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Trong những năm gần đây, người của Tăng Khánh Hồng đã sử dụng nhiều thủ đoạn chính trị khác nhau để gieo rắc mối bất hòa giữa ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường. Hai ông đã trở nên rất xa cách. Đồng thời, mối quan hệ giữa Tập Cận Bình và Ung Dương cũng không ngừng lành nhạt. Theo quan sát của chuyên gia Vương Hữu Đàn, những tin đồn khác nhau về lật chiến thư có khả năng là bông khỏi do người của Tăng Khánh Hồng cố tình ném ra. Mục đích trực tiếp của việc này là chia rẽ mối quan hệ giữa ông Tập và ông Lập. Từ đó khi ông Tập mất một cánh tay đắc lực, và trở thành kẻ cô độc. Qua đó, ngăn chặn ông Tập tại vị sau đại hội 20. Nhà quan sát chính trị Đường Hạo cho rằng, con đường tái tranh cử của ông Tập Cận Bình đang dần trở nên sóng gió. Tập đang bị bao vây bởi sự tranh giành của Phai Giang và chịu sự ràng buộc của Phai này. Ông Đường tin rằng, Giang Trạch Dân đã ngoài 90 tuổi, không còn ảnh hưởng gì. Quyền lực thực tế hiện nay của Phai Giang nằm trong tay Tăng Khánh Hồng. Nếu Phai Tập và Phai Giang tham gia vào một trận chiến quyết định toàn diện và công khai, nó có thể không chỉ khiến Trung Quốc chia rẽ, mà còn có thể tạo ra những bước ngoặt bất ngờ và những thay đổi mạnh mẽ cho xã hội Trung Quốc. Vận xui liên tục vài lễ Olympic Bắc Kinh không buông thà. Bản đồ di chuyển của người thiên tân lại báo tin không vui. Một đợt bùng phát các trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc đã khiến các nhà chức trách nước này lo ngại khi thế vận hội mùa đông Bắc Kinh đang đến gần. Thiên Tân chỉ cách thủ đô Bắc Kinh 120 km về phía Bắc, Tây Bắc. Hiện Thiên Tân có khoảng gần 16 triệu dân. Người dân của thành phố này có mối quan hệ giao lưu mật thiết với các địa phương lân cận như Bắc Kinh, Đường Sơn, Lan Phường và Thừa Đức. Tạp chí Sức khỏe của Trung Quốc cho biết, một tuần trước khi dịch Covid bùng phát ở Thiên Tân, tức là trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 1, các điểm đến chính của người dân Thiên Tân là Bắc Kinh, khi thành phố Lan Phường, tỉnh Hà Bắc và Đường Sơn. Các quỹ đạo di cư dày đặc có thể được nhìn thấy trên bản đồ của Baidu. Tạp chí Sức khỏe cho biết thêm, đợt dịch ở Thiên Tân lần này có nhiều ca nhiễm biến thể Omicron. Nhiều nơi ở Trung Quốc đã ban hành các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát những người đến từ Thiên Tân. Trong khi chỉ còn ít ngày nữa là tới Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Rõ ràng, những thành phố và tỉnh ngay cạnh sát Bắc Kinh sẽ bùng dịch Covid-19 là một tin không vui đối với các nhà chức trách và Ủy ban tổ chức Thế vận hội Olympic Bắc Kinh mùa đông năm 2022. Thời gian qua, chính quyền Trung Quốc cũng đã phải nhận hàng loạt tin bùng khi Mỹ và nhiều quốc gia khác nhau công khai tại chai ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh để lên án những hành vi áp đặt nhân quyền tồi tệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh nền tảng thời báo sự thật. Johnny, xin chào và cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.